Trong tiểu mục làm cha mẹ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một chủ đề có lẽ là điều quan tâm của rất nhiều các bậc phụ huynh. Bởi vì thời điểm này thì các bạn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cũng đã biết điểm. Và bây giờ thì cũng đang rất là đau đầu cân não để làm thế nào có thể chọn trường phù hợp với lại điểm số của mình, phù hợp với nguyện vọng của mình, để làm thế nào mà chúng ta có một cái bước đệm thật là tốt trước khi mà bước vào cánh cửa đại học. Và đến thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là về phổ điểm, cơ bản là ổn định, không có xáo trộn quá lớn so với năm trước, ngoại trừ hai môn là tiếng Anh và lịch sử ạ. Và thưa quý vị, còn môn toán thì cụ thể là kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của môn toán năm nay trên cả nước cho thấy rằng có tới hơn 982.000 thí sinh tham gia thi bài thi toán, trong đó thì điểm trung bình là 6,47 điểm, điểm trung vị là 6,8 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7,8 điểm. Số thí sinh có điểm dưới 1 là 165, chiếm tỷ lệ 0,02%. Còn số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là hơn 186.000 em, chiếm tỷ lệ 18,95%. Ở môn ngữ văn thì có hơn 981.000 thí sinh tham gia thi bài thi ngữ văn. Trong đó thì điểm trung bình là 6,51 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm. Điểm số mà nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm. Số thí sinh có điểm dưới 1 là 194. Và số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 113.000 em. Đáng chú ý ở môn lịch sử có hơn 659.000 bài thi, trong đó điểm trung bình là 6,34 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt điểm nhất đó là 7 điểm. Số thí sinh có điểm dưới 1 là 83, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là hơn 127.000 em. Và nếu như chúng ta nhìn vào kỳ thi của năm ngoái thì thấy rằng là có khá là nhiều điểm 10, tức là có 266 điểm 10 và số điểm 8 trở lên là 5,44%. Thì năm nay số điểm 10 lại còn nhiều hơn như thế rất nhiều thưa quý vị. Và cụ thể là có tới 1.700 điểm 10 và tỷ lệ thí sinh mà đạt mức điểm từ 8 trở lên là 18,1%. Tức là năm nay số điểm có thể nói rằng là trung bình cao hơn năm ngoái khá là nhiều. Riêng đối với môn tiếng Anh thì lại có một cái sự điều chỉnh giảm rõ rệt so với năm trước. Nếu năm ngoái tỷ lệ bài đạt 8 điểm trở lên là 18,3% thì năm nay tỷ lệ này chỉ có hơn 11%. Có hơn 866.000 thí sinh tham gia thi bài tiếng Anh và trong đó điểm trung bình là 5,15 điểm, trung vị là 4,8 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,8 điểm và số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 423, tức là tương đương với 0,05%. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là hơn 446.000 em, chiếm tỷ lệ là 51,56%. Và các chuyên gia cũng chỉ ra nguyên nhân phổ điểm năm nay vì sao đều và đẹp ở các môn toán lý hóa hay là sự thay đổi ở phổ điểm hai môn là lịch sử và tiếng Anh. Với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số những thống kê thú vị về kỳ thi. Theo đó thì Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 trong kỳ thi năm nay với 411 thí sinh đạt điểm 10 ở cả các môn, tăng 3 bậc so với năm 2021. Nam Định là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp với điểm trung bình là 7,047 điểm. Tiếp sau là Vĩnh Phúc, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội. Ba địa phương có điểm tốt nghiệp thấp nhất là Hà Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông. Và với 3 điểm 10 tuyệt đối, môn toán lý hóa, nam sinh Nguyễn Ngọc Lễ, lớp 12A6 của trường Trung học Phổ thông Quốc Oai Hà Nội, không chỉ trở thành thủ khoa xét theo tổ hợp A00 mà còn là thủ khoa toàn quốc. Như vậy là kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đã thành công khép lại. Từ hôm nay, các thí sinh còn 27 ngày nữa để nghiên cứu, tính toán, điều chỉnh các nguyện vọng xét tuyển đại học. Mong rằng thì các thí sinh sẽ có những nguyện vọng thông minh để lựa chọn được những ngành và trường mà mình yêu thích nhất. Tính từ ngày hôm nay thì các thí sinh còn đâu đó khoảng 26 ngày nữa để chúng ta có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển của mình ở trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Và làm thế nào để cho các em có thể biết được, đăng ký được các ngành mà các bạn yêu thích và đăng ký vào trúng ngành đó cũng như là trường đại học đó sẽ lựa chọn mình. Thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng với các em học sinh chúng ta sẽ cùng theo dõi. 7 giờ đồng hồ sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rất đông thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại ngày hội tư vấn tuyển sinh để trực tiếp trao đổi và nghe tư vấn xét tuyển đại học từ gần 130 trường đại học khu vực phía Bắc. Em được 22,7 điểm và em có nguyện vọng là vào học viện phụ nữ ạ. Là sau đó là đến học viện thanh thiếu niên ạ. Với nguyện vọng một là em muốn vào truyền thông đa phương tiện của ngành học viện phụ nữ. Em có thi ban tổ hợp là ban A1 là toán lý và Anh. Mà tiếng Anh thì em xét bằng điểm IELTS của em QA là 10 nên em không thi tiếng Anh nữa.
Còn môn toán các môn lý thì em mỗi môn được 8. Nếu mà tổng, nếu mà tính tổng ra thì em sẽ được 26 điểm ạ. Và nhưng mà em ưu tiên dùng cái phương thức xét học bạ cộng với IELTS của em hơn. Vì đã có mấy trường em mong muốn vào, nó đã có kết quả của cái đấy và em đã trúng rồi ạ. Em xét học bạ đỗ đại học văn hóa rồi, nên là chắc là em học luôn đại học văn hóa ở ngưỡng 1. Năm nay, những thí sinh có tổng điểm của tổ hợp xét tuyển từ 21 đến 26 điểm có nhiều cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, với tổ hợp có môn tiếng Anh, điểm chuẩn dự báo sẽ giảm đi một chút. Tổ hợp có môn lịch sử, giáo dục công dân sẽ tăng rất rõ rệt. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về căn bản điểm sẽ không cao hơn so với năm ngoái, bởi vì chúng ta cũng tham khảo mấy cái thông số như là chỉ tiêu năm nay không thay đổi. Tổng số các chương trình tuyển sinh vẫn là 31 chương trình, không thay đổi. Các phương thức xét tuyển về căn bản cũng như năm ngoái, với 5 phương thức chính chúng ta đã biết: trung học phổ thông này, xét tuyển thẳng giải thưởng quốc gia này, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế này, đánh giá năng lực. Ví dụ như vậy thì chúng ta đều biết là như vậy. Cho nên là về căn bản là điểm chuẩn của trường Xã hội Nhân văn năm nay về căn bản là sẽ không khác biệt. Tỷ lệ nó thấp hơn hẳn so với năm trước. Năm trước là 72%, thì năm nay chỉ còn có 58% xét dựa trên cái điểm thi thôi. Thế là cái số lượng thí sinh xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó giảm đi, thì cái kết quả điểm nó có giảm đi một chút, nhưng mà điểm tại các cái ngành hot thì nó sẽ tương đương hoặc giảm một chút so với năm 2021. Và hiện nay thì như trường Đại Mỏ Đại Chất thì cũng đang đánh giá, sau khi mà Bộ công bố kết quả sơ bộ thì nhà trường cũng đang có những cái phân tích đánh giá để mà xem xét cho từng cái ngành đào tạo của trường là có thể có những cái ngành điểm nó sẽ tăng lên cao. Đấy, vì cái kết quả thi trung học phổ thông quốc gia như vậy là khá là khả quan. Như vậy là chính sách đổi mới xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng phần mềm thống nhất trên toàn quốc. Thí sinh khó để trượt đại học, nhưng để đỗ vào ngành, vào trường yêu thích thì cần cẩn trọng tính toán. Về phía các trường, để an toàn, để tuyển đủ số lượng, có thể nhiều trường đại học sẽ lấy tăng hơn nhiều so với chỉ tiêu và từ đó dẫn đến không có sự chênh quá lớn về điểm sàn để xét tuyển so với năm trước. Tất cả các phương thức xét tuyển thì đều đẩy lên hệ thống lọc ảo của Bộ. Nên có thể các trường đại học sẽ lấy cái tỷ lệ ảo nó cao hơn một chút. Do đó thì là cái tỷ lệ điểm ấy, tôi cho rằng là nó cũng không có sự thay đổi nhiều so với năm ngoái. Đối với riêng trường quốc tế thì năm ngoái phổ điểm các cái ngành trong trường quốc tế thì nằm trong khoảng từ 23 đến 26 điểm. Thì hôm nay chúng tôi cũng dự kiến rằng là cái điểm trúng tuyển của các ngành tại trường quốc tế thì cũng rơi vào cái khoảng này rồi. Không có giới hạn số nguyện vọng mà các em đăng ký, như vậy là N nguyện vọng đúng không ạ, chúng ta có thể đăng ký. Nhưng chúng ta phải xếp được ưu tiên nguyện vọng nào là chúng ta yêu thích nhất, phù hợp với cái mơ ước, cái năng lực của chúng ta nhất, lên nguyện vọng số 1. Và sau đó là từ 1 cho đến hết. Theo quy chế tuyển sinh năm 2022, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng ký, điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ nay tới 17 giờ ngày 20 tháng 8. Các chuyên gia tư vấn, thí sinh không nên đăng ký ngay mà cần tìm hiểu kỹ để tránh sai sót, nhầm lẫn, nhưng không nên để quá sát nút thời gian khi hệ thống đóng lại. Và thưa quý vị, có lẽ là thời điểm này thì cả học sinh và phụ huynh đều đang rất là cân nhắc, đắn đo, không biết là chúng ta nên lựa chọn nguyện vọng như thế nào để đảm bảo rằng là chúng ta được học ngành mà mình yêu thích, cũng như là chúng ta sẽ trúng được vào một cái trường đại học nào đó. Rõ ràng là nếu như mà với cái hình thức xét tuyển trước đây, thi đại học trước đây của những MC như là Phương Anh, Hồng Quyên hay là Vân Trang thì rõ ràng chúng ta cảm thấy là có thể đường vào đại học nó khó khăn hơn một chút, nhưng mà chúng ta đỡ đau đầu hơn, bởi vì ngay từ khi chúng ta bắt đầu trước kỳ thi thì đã bắt đầu lựa chọn cái nguyện vọng của mình rồi, chứ không phải là để đến sau khi chúng ta biết điểm, biết phổ điểm thì chúng ta mới có hàng trăm, hàng nghìn cái sự lựa chọn khác nhau như thế. Và bây giờ em thấy rằng là ngày xưa như em nộp hồ sơ vào 5 trường đại học thôi thì đã là một con số khá là nhiều rồi. Còn bây giờ với các bạn thì cái con số gọi là số lượng nguyện vọng nó không hạn chế, các bạn có thể đăng ký 20, 30. Như là em gái em thì năm ngoái cũng đăng ký tới 15, 16 nguyện vọng liền. Và rõ ràng là cái việc mà chúng ta có nhiều cánh cửa hơn thì có thể thấy rằng là cái cơ hội thì nhiều hơn, nhưng cái khó khăn để chúng ta lựa chọn chắc chắn là cũng sẽ đau đầu hơn rất là nhiều. Và dù là không giới hạn số lượng nguyện vọng, nhưng các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo rằng là các thí sinh cũng không nên đăng ký quá nhiều. Theo ghi nhận năm 2020 thì có những thí sinh đăng ký tới 20 nguyện vọng. Tuy nhiên, nếu như nắm được nguyên tắc tuyển sinh và năng lực của bản
thân thì thí sinh chỉ cần 5 đến 6 nguyện vọng là đã có cơ hội để trúng tuyển. Còn nếu không, đăng ký 20 nguyện vọng hoặc nhiều hơn thì cũng khó có thể vào được trường đại học. Ngoài xét nguyện vọng, thực tế nhiều thí sinh cũng đã sử dụng thêm nhiều phương thức tuyển sinh khác để tăng cơ hội vào đại học như là xét học bạ, thi đánh giá năng lực hay là nhiều thí sinh được tuyển thẳng. Và thưa quý vị, thực ra thì với cái cách xét tuyển của năm nay, Hồng Quyên đã có cuộc trò chuyện gần đây với lại các trường đại học của khu vực phía Nam, thì có thấy là các trường cũng nói là nhờ vào cái cách thay đổi mới trong quy chế tuyển sinh, đặc biệt là sử dụng công nghệ và quy chế tuyển sinh đã giúp cho các trường đã lọc được rất là nhiều thí sinh ảo. Ví dụ như năm ngoái, cùng với hình thức xét tuyển này, đó là các bạn nào mà đủ điểm, xét học bạ đủ điểm rồi thì các trường ngay lập tức là gửi đơn và thông báo với các em là các em đã đậu vào trường đại học này. Và ngay sau đó thì để giúp cho các em có thể vào trường đại học đó, các bạn sẽ phải chuẩn bị tất cả hồ sơ giấy tờ, bên cạnh đó là nộp một cái khoản tiền coi như là đóng học phí để giữ chân vào trường đại học đó. Nhưng mà năm nay thì bộ không cho phép như thế nữa. Và nếu mà tất cả những thí sinh đã được trúng tuyển, gọi là xét tuyển thẳng rồi á, thì các em đó cũng phải đưa lại tất cả những cái thông tin của mình lên trên cái hệ thống mà bộ đã quy định. Và ngoài ra thì các trường chỉ được phép thông báo điểm và thông báo tới các em đó là các em đã trúng nguyện vọng thôi. Sau khi mà ngày 20 tháng 8 tới đây vào 17 giờ khi mà bộ chốt điểm và đã thông báo các em trúng tuyển rồi, thì lúc đó các trường mới chính xác và được đón nhận những cái học sinh đó vào trường. Thì các trường có nói rằng là với cái việc mà thay đổi công nghệ như thế này thì trên cái hệ thống công nghệ đó sẽ sàng lọc theo thứ tự từ cái nguyện vọng cao tới thấp. Cứ nguyện vọng nào mà các em đó đậu thì các nguyện vọng còn lại sẽ xóa khỏi danh sách luôn. Và vì vậy thì các nhà trường có nói rằng là các bạn thí sinh còn tới tận 26 ngày nữa để các bạn có thể lựa chọn và quyết định đưa ra những nguyện vọng của mình. Cho nên hãy cứ làm từ tốn, nhưng mà tránh tình trạng là dồn tới ngày 20 tháng 8 thì nó sẽ gây ra cái tình trạng nghẽn mạng. Vì vậy năm nay bộ có để dài thời gian hơn là để giúp cho chúng ta có thêm một cái sự lựa chọn và tăng cái khả năng đậu vào trường đại học. Tức là chúng ta bên cạnh việc áp dụng khoa học công nghệ vào thì chúng ta cũng luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn thí sinh để làm thế nào mà các bạn có thể có được những cái ngôi trường mà phù hợp với nguyện vọng của mình, phù hợp với năng lực của mình. Còn chị Phương Anh ạ, với của em thì cũng đã không phải là đăng ký trước rồi mới thi, mà em cũng là thi xong rồi em cũng mới nộp nguyện vọng. Cho nên bởi vì là chị Phương Anh với em thi cũng cách nhau xa xa chứ mình cũng không bằng tuổi nhau nhiều lắm đâu. Nên là nó cũng đã có rất nhiều sự khác biệt rồi. Thế nhưng mà ở cái năm của em thì nó vẫn có rất là nhiều những cái bất cập, đó là rút ra rồi rút vào, mang hồ sơ, bởi vì trường nào khi mà mình nộp hồ sơ vào thì cũng yêu cầu hồ sơ gốc. Và em nhớ rằng là năm đầu tiên sẽ có cái phương pháp mới đấy, nhưng bây giờ nó cũng đã có những cái sự thay đổi rất là nhiều rồi. Và em nhớ rằng là năm đó thì em cũng phải rút đi rút lại vào các cái trường rất là nhiều, bởi vì là khi mà mình đã nộp xong rồi mình lại thấy là cái điểm nó quá cao, hay là mình muốn thay đổi thêm một vài, ví dụ như là em thì em muốn vào trường báo chí thì báo chí lại có thêm một cái kỳ thi năng khiếu nữa, thì bắt buộc mình lại phải rút hồ sơ để mình thi năng khiếu của báo chí, và trường nào thì cũng yêu cầu hồ sơ gốc cả. Thế cho nên là em thấy việc mà chúng ta áp dụng khoa học công nghệ như là chị Quyên chia sẻ là điều mà vô cùng là thuận lợi cho các bạn thí sinh. Chúng ta không phải đi lại nhiều, chúng ta cũng không phải cầm quá nhiều những cái hồ sơ gốc đó, rất là dễ mất rồi là thất lạc. Thì thời điểm này chúng ta cũng thuận lợi hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là những trường đại học lớn, đại học top đầu được thí sinh yêu thích và xã hội đánh giá cao, thì chúng ta có thể sử dụng chỉ tiêu phần lớn cho phương thức tuyển sinh từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, không còn trông đợi nhiều vào việc tuyển sinh được các thí sinh phù hợp từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi mà đề thi giảm độ khó và mức phân loại thì các trường đại học này đã chủ động tổ chức kỳ thi riêng để phục vụ công tác tuyển sinh. Với các trường có quy mô nhỏ hơn thì việc sử dụng kết quả kỳ thi riêng của các trường lớn làm căn cứ xét tuyển cũng là một cái xu hướng và đang được lựa chọn. Và mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Ngay sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố phổ điểm 3 tổ hợp xét tuyển từ kỳ thi đánh giá tư duy do trường tổ chức, trong đó có hơn 45% thí sinh không đạt mức điểm trung bình ở 3 tổ hợp xét tuyển. Lãnh đạo trường này cho biết do đề thi có tính phân loại cao, không dễ dàng để thí sinh đạt kết quả tổng 3 môn trên 15 điểm hoặc 4 môn trên 20 điểm. Phổ điểm này sẽ phù hợp để làm căn cứ tuyển sinh đại học cho các trường nhóm trên và gần 20 trường đại học nhóm giữa. Trọng tâm vẫn là kỳ thi đánh giá tư duy, tuy nhiên vẫn xét đến yếu tố là đảm bảo công bằng cho thí sinh ở các vùng miền. Đối với các em mà khó tiếp cận với kỳ thi này. Thế tuy nhiên tôi cũng lưu ý là đối với những ngành mà mang tính cạnh tranh cao, đặc biệt như là trong lĩnh vực về điều khiển tự động hóa, cơ điện tử hay là công nghệ thông tin, thì các em có thể sẽ phải chấp nhận đến một thời điểm nào đó thì nhà trường hoàn toàn dành cho phương thức đánh giá theo tư duy để chọn được thí sinh.
Cũng trong năm nay, lần đầu tiên Bộ Công an đổi mới tuyển sinh theo đánh giá năng lực, thu hút gần 9.000 thí sinh tham gia. Để không gây sốc với thí sinh, Bộ Công an chủ trương lấy 40% từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 60% từ bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Bài thi đánh giá của Bộ Công an có sự phân loại rất tốt đấy, và hoàn toàn những cái em mà làm bài thi tốt, kỳ thi đánh giá hoàn toàn xứng đáng đấy, vào học ở trường công an. Và tôi cho rằng là nếu mà làm tốt như vậy thì không chỉ các trường đại học công an đâu, mà cả những trường khác cũng có thể sử dụng kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an để có thể là tuyển sinh như là phương án bổ sung của mình. Ở phía Bắc, Đại học Quốc gia Hà Nội từ nhiều năm nay đã tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh. Năm 2022, đơn vị này đã tổ chức 16 đợt thi cho khoảng 7.000 thí sinh. Đến nay, có khoảng 50 cơ sở đào tạo đăng ký khai thác kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội phục vụ tuyển sinh năm 2022 như Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Thương mại. Thì những trường đại học, đặc biệt là những trường đại học lớn như hai Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương là những trường đại học mà yêu cầu đại học rất là khó, thì người ta phải đổi mới tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực vì nhu cầu tồn tại và phát triển, để đánh giá được những em thực sự có năng lực tốt để vào học ở trường. Bởi vì nếu một trường đại học thầy giỏi mà không có cho giỏi thì cũng không thành công. Thế cho nên là mục tiêu là để tuyển chọn những em tài năng giỏi vào học ở trường của mình. Và vì thế cho nên các đơn vị phải tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực khác nhau. Tôn trọng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường đại học chủ động hợp tác, liên kết, tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, kiểm tra tư duy tại các địa phương, tổ chức xét tuyển chung nhằm đáp ứng yêu cầu riêng của từng cơ sở đào tạo, vừa đỡ gây áp lực và tốn kém cho thí sinh khi phải thi nhiều kỳ thi khác nhau. Các thí sinh năm nay thì có rộng cửa để cho chúng ta có cơ hội để vào đại học, và thực ra thì gần như là những năm gần đây thí sinh nào cũng chắc suất cho mình là có thể vào được một trường đại học. Và với cái cách tuyển sinh vừa rồi, với cách tổ chức những cái kỳ thi vừa rồi thì sẽ giúp cho một số bạn thí sinh mà trong ba cái tổ hợp môn nhưng mà không đạt được tới cái điểm kỳ vọng để có thể xét tuyển và đậu vào một số trường đại học như các bạn mong muốn, thì những trường đại học lớn tổ chức các kỳ thi đó sẽ giúp cho các bạn có thêm cho mình một cơ hội, một sự lựa chọn nữa cho mình để thay đổi lại số điểm. Tuy nhiên, cũng chính vì cái cách thức là xét tuyển điểm học bạ như thế này đã khiến cho một cái tình trạng xảy ra, đó là năm nay có rất nhiều học sinh, có rất nhiều trường tuyển được những bạn học sinh mà vào trường với điểm tuyệt đối là 30 điểm. Và đây là một trong những điều mà khiến cho chúng ta cảm thấy rất khó tin. Nhưng cụ thể câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một số ngành học của trường Đại học Ngoại thương năm nay lấy điểm chuẩn học bạ trên 30. Trường này chỉ xét học bạ với 3 nhóm thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi khoa học kỹ thuật quốc gia đạt giải 3 trở lên kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố là học sinh trường chuyên. Khi các bạn thuộc học sinh giỏi tỉnh thành phố thì khi các bạn có giải các bạn được cộng điểm. Ví dụ giải nhất là được cộng 2 điểm, giải nhì được cộng 1 điểm. Đấy. Chính vì như thế khi các bạn cộng điểm vào thì chúng ta nhìn thấy con số là 30. Nhưng trên thực tế thì kết quả học tập các bạn không phải là 30 điểm. Và với các ngành hiện nay thì nếu mà chúng tôi nhìn vào trong cái điểm xét tuyển thì có thể thấy là cái sự ổn định của các ngành qua các năm. Năm 2022 chỉ có một cái điểm duy nhất mà chúng tôi nhìn nhận thấy là cái nhu cầu đối với cả ngành tài chính, kế toán có dấu hiệu là điều chỉnh tăng lên. Và điều đấy là có thể nói là đấy là có do thị trường, nhu cầu thị trường lao động đã điều chỉnh lại cái kết quả xét tuyển đối với các ngành. Còn cơ bản các ngành khác là giữ ổn định so với các năm trước. 8 ngành đào tạo của Học viện Ngoại giao lấy điểm chuẩn học bạ trên 29 điểm, cá biệt có ngành lên đến 32,18 điểm. Năm nay, danh sách các trường có điểm chuẩn học bạ đạt ngưỡng 30 điểm đã nhiều lên. Cùng với sự tăng mạnh điểm đầu vào của phương thức này ở hầu hết các ngành học, chủ yếu từ 5 đến 7 điểm. Cái điểm cao nhất hiện nay cũng ở mức là 28,5 điểm vào các cái ngành mà lựa chọn như là công nghệ thông tin, Việt Anh và một số các cái ngành về kinh tế, thì cái tỷ lệ cái điểm chuẩn học bạ năm nay cao hơn so với năm trước. Thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà đánh giá chung thì cái điểm học bạ năm nay là cao. Đấy cũng là cái mặt bằng chung. Cái thứ hai, cái số lượng các em xét tuyển học bạ cũng tương đối lớn. Và cái chỉ tiêu cho học bạ thì chúng tôi dành nó mới chỉ là 1/3 so với cả cái hơn 30% so với cả cái chỉ tiêu ban đầu. Năm nay ngành mà chúng tôi công bố cái ngưỡng điểm đủ điều kiện cao nhất, ngành cao nhất đó là 25 điểm. Và nếu như so ngành này với năm 2005 trước thì đã tăng lên 5 điểm.
phải thấy đây là một cái tỷ lệ tăng nó rất là lớn. Và đương nhiên rằng là tăng phải có cơ sở, phải có lý do, và tăng cái lý do chính, lý do cơ sở đây đó là gì? Đó là cái chất lượng đầu vào, cái điểm cái của thí sinh đầu vào là đã tăng lên rất là nhiều. Thì chúng tôi thấy đấy là một điều rất là phấn khởi. Chuyên gia giáo dục nhìn nhận, việc đánh giá và cho điểm học sinh tại nhiều trường trung học phổ thông không còn chuẩn mực, chưa phản ánh đúng thực lực học sinh và làm giảm độ tin cậy của nguồn tuyển này. Trường mà năm nay điểm học bạ lên cao gần 30 nữa, thì thực ra thì con số tuyển sinh nó vẫn giữ đều như mọi năm. Nhưng mà khi điểm học bạ tăng lên thì chứng tỏ rằng là đã có một số lượng lớn hơn thí sinh nộp theo phương thức xét tuyển học bạ. Và đồng thời hồ sơ học bạ của các thí sinh có vẻ đã được làm đẹp hơn so với những năm trước. Từ chất lượng đào tạo đến kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh trung học phổ thông đang có sự không đồng đều trên phạm vi cả nước. Cái sự chênh lệch đấy không chỉ thể hiện giữa các địa phương với nhau, còn thể hiện giữa các trường ngay trong cùng một khu vực, và ngay thậm chí đó là giữa các lớp trong cùng một trường đã có sự khác nhau rồi. Chính vì điều đó, một số trường đại học năm nay đưa thêm nhiều tiêu chí sàng lọc khi xét tuyển học bạ, chứ không dựa hoàn toàn vào điểm số. Học viện không gọi nó là xét tuyển bằng học bạ, vì không thuần túy là học bạ. Học sinh giỏi ở bậc trung phổ thông ấy sẽ là một trong những cái điều kiện nộp hồ sơ. Còn học viện sẽ xét theo cái thứ tự ưu tiên khi mà thí sinh có những cái năng khiếu đặc biệt. Xét tuyển bằng học bạ với mong muốn giảm bớt áp lực, nhưng khi có điểm chuẩn, thí sinh lại lo lắng hơn vì điểm cao ngoài dự đoán.